Lần đầu tiên mình tỉnh dậy mà mình thấy sương mù mờ mịt như này, không nhìn thấy một cái gì cả. Đây là Huế, Sapa hay là London? Vé của tôi đâu rồi? Vé mờ sương à? Tôi không nhìn thấy một cái gì cả luôn ấy. Nhà có ba cái cửa sổ, bây giờ chỉ có mỗi cái cửa sổ này là còn nhìn thấy một chút ở dưới. Mấy hôm trước Hà Nội cũng bị như này. Bình thường từ góc này là mình sẽ nhìn thấy núi, núi Ngự Bình. Giờ chỉ là một màn sương trắng này á. Chào mọi người, Hòa Bình đây. Hôm nay là 26 Tết rồi. Ui, 11:01 này. Và còn 2 ngày nữa thì mình sẽ về Hà Nội. Hôm nay mình lên công ty để làm việc với các bạn code. Mình cần phải làm lại một số những cái logic về các giao diện của web và app hiện tại. Cho nên phải làm việc trực tiếp với mọi người, trao đổi cho nó tiện. Sau đó khi mà mình về Hà Nội thì tiếp tục làm việc online với mọi người. Nhưng mà cuộc họp đầu tiên thì bao giờ cũng muốn là họp trực tiếp. Huế hôm nay buồn cười lắm nhá. Buổi sáng lúc mà mình ngủ dậy thấy mây mù, mình còn sợ là giống Hà Nội ấy, là sương kết hợp bụi. May thế tầm 8 giờ thì sương mù bắt đầu tan. Nhưng mà mọi người đi làm sớm lúc 6-7 giờ họ là gần như là không nhìn thấy đường luôn ấy. Thế bây giờ thì lại nắng, nắng chang chang luôn. Đây. Đó. Siêu nắng. Hôm qua lúc mà mình đi bộ ấy, mình đã định là cũng đi bộ về, nhưng xong cuối cùng lại gặp hai người em bàn công việc một chút. Rồi mời mọi người đi ăn gần như là kiểu tất niên trước khi mình về Hà Nội ăn Tết với gia đình. Thế là thôi, lúc đi về lại được xe máy đèo về chứ không đi bộ. Chứ không tổng cộng hôm qua phải đi hơn 6 cây đi bộ. Tại một chiều đi đã hơn 3 cây rồi. Cái cảm giác đi bộ nó rất tuyệt vời. Nếu mà chiều nay có thời gian thì mình cũng muốn tiếp tục đi bộ ở một không gian nào đấy thoáng đãng. Thôi bây giờ mình quay trở lại làm việc chút đây. Giờ nghỉ trưa thì mình sẽ tranh thủ edit video ngày hôm qua. Vì đáng nhẽ là mình phải làm từ hôm qua rồi mà cuối cùng lu bu nhiều thứ. Rồi còn họp từ 9 giờ đến tận 11 giờ hơn ấy. Họp online với các bạn trẻ ở Hà Nội. Thế là họp xong thì lại tiếp tục nói chuyện với cả đối tác. Không có edit mà mình cũng nghĩ là đến buổi muộn rồi mà edit thì nó không tốt cho mắt mình. Thế là thôi. Đến hôm nay buổi sáng họp hành mãi bây giờ mới có thời gian nghỉ trưa một chút để edit video. Đấy thì chia sẻ với mọi người là mỗi ngày một chiếc video nó cũng thỉnh thoảng không thể theo ý mình được. Đôi khi mình có nhiều thời gian rảnh thì có nhiều shot thì mình sẽ làm luôn vài video. Nhưng mà có những ngày không có shot nào sẵn, phải quay xong rồi đến tối muộn, vẫn chưa có thời gian ngồi dựng thì nó lại bị delay sang ngày mai. Tuy nhiên vẫn sẽ cố bám sát, có nghĩa là hôm nay mình sẽ phải edit 2 video. Mình đang uống trà thảo mộc. Edit video thôi. Xem lại video nó cũng là một cái điều rất là giải trí đối với mình. Lúc mà quay nhá, nhiều khi không có kịch bản cụ thể rõ ràng, xong đến khi về dựng mới phát hiện ra đoạn này nó có thể sáng tạo ra thêm. Cứ cái việc gì mà mình cảm thấy có bất ngờ trong lúc mình làm ấy, chính mình tự tạo bất ngờ cho bản thân ấy, thì mình thấy không bao giờ chán. Nên mọi người hỏi là làm video có mệt không? Cũng có mỏi mệt
mắt, thỉnh thoảng căng đầu, nhưng vẫn vui. Bật mí cho mọi người biết nhé, hoàng hôn ở Huế cực đẹp và Bình lúc nào cũng thích nhìn mặt trời, nhìn cái màu đỏ rực của buổi chiều ở Huế. Mỗi tội là hôm nay thì trời không đỏ lắm, nhưng mà mọi người nhìn đi, qua video mà vẫn thấy đẹp đúng không? Nhìn bằng mắt thật ý, mê lắm luôn. Phải ngày nào của mình cũng sôi động, cũng chẳng phải ngày nào mình cũng vui vẻ và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Thực ra hôm nay đi họp ở công ty mình không có nhiều điều mình cảm thấy vừa ý, cho nên là lúc mà buổi chiều đi về nó cũng hơi đau mút một tí, cũng có những cái điều không vừa ý. Quan trọng là chúng ta phải kiên nhẫn và cùng gắn kết tìm ra phương án. Nếu mà khó thì mới làm, chứ còn dễ quá làm không vui đâu. Những công việc mà khó và nhiều tính thử thách thì thực ra mình mới thích làm. Còn cái việc gì nó cũng suôn sẻ và dễ dàng quá, đôi khi chính bản thân mình nhanh chán lắm. Không biết là ngày 26 Tết của mọi người thế nào? Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha.